Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm được rất nhiều người quan tâm, theo dõi. Phiên tòa được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai. Tuy nhiên, do trụ sở của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn trùng tu, bên cạnh đó cùng ngày Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng xét xử nhiều vụ án khác nên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi, bố trí trông giữ xe cho những người được triệu tập đến tham dự phiên tòa, khu vực tác nghiệp cho báo chí. Do đó, người dân quan tâm đến phiên tòa có thể theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tránh tụ tập đông người ở khu vực xung quanh trụ sở tòa án, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Báo chí tham gia đưa tin vụ án sẽ được bố trí khu vực tác nghiệp. Phóng viên tham dự phiên tòa phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ nhà báo, đăng ký tác nghiệp tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 19 tháng 9. Mỗi cơ quan báo chí được đăng ký tối đa 2 người. Theo nội dung vụ án, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 người. Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam. Bên cạnh bị cáo, luật sư bào chữa, tòa án cũng triệu tập những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư, thạc sĩ luật, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, ông Nguyễn Đình Kim đến tham gia vụ án. Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 22 tháng 9.